لا ما ارجع سبا علينا. Là chưa dịch vụ. Rồi. Bài này chúng ta sẽ có hai bảng này, bảng cơ sở này và bảng đơn vị, bảng giáo viên. Bài này có 3 bảng. Toàn bộ các câu chi vấn thì đều là select hết. Đây là một bài tập khá là hay. Và các cái phần ở trong này, các cái câu hỏi trong này đều là các câu chi vấn hết. Các câu truy vấn dạng select và select có điều kiện. Chúng ta sẽ tạo cơ sở dữ liệu nhé. View database. Lập trình máy tính. Nên mình đặt tên là gì? 1 đúng không? 3, 10. Đây đây. Cái một này là cái gì thì hôm nào thi chúng ta sẽ trao đổi. Ở đây thì số một thì muốn nói đến là phiên bản một của cái cơ sở dữ liệu của mình. Em cũng lại di chuyển vào cái mục Founder, chúng ta chọn là Ada. Có lẽ là chúng ta nếu mà đặt này nó sẽ trùng với cả cái bài trước này. Đúng không? Ta sẽ đặt thêm ở đây là khoảng giáo viên. Ta bảy mình này. Cơ sở này. Cơ sở này có cơ sở thì chúng ta CS1, CS2, CS01, CS02. Đây chúng ta để khoảng là 4 đấy nhỉ. Cơ sở để 4 đâu. Xong rồi đến tên cơ sở. Tên cơ sở là để nó vào trang mắt. Ừ.
mạng nền đi trên nền tảng mạng cơ sở. Mạng đơn vị nhỉ. Đơn vị DV để bố thôi. Đơn đơn vị không. Đơn vị chúng ta cũng để là 300 mắc. Đơn vị trên đơn vị mã cơ sở ở cha 4 tiếp theo là giáo viên đây là giáo viên tốt đi tên giáo viên chào mắt số điện thoại ghi chú mã đơn vị để cha mời rồi đúng đang đúng thế rồi mã cơ sở mã đơn vị và mã giáo viên và khóa chính một cơ sở có nhiều đơn vị và một đơn vị thì có nhiều giáo viên thích thì kéo ra một tí cho nó đẹp. Gì nhỉ? Đây nó mới đây. Một cơ sở có nhiều đơn vị, một đơn vị có nhiều giáo viên, cho em lại các cái ràng buộc và kiểu dữ liệu không còn gì sai nữa chúng ta sẽ bấm vào lưu để nơi cha nếu mà để ít là t mà để 10 thì có khi là sợ nó vượt quá cái giới hạn của IDT hay phải sao nên mình cứ để là cha tại vì mình không cần cái giá trị IDT mà mình chỉ cần ký hiệu thôi mà còn nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta sợ thì chúng ta nhập số cũng được chữ cũng được thì mình bắt cái trường hợp là x digit là được trong cái form là được chứ còn trên này mình cứ để lời cha thôi vì nếu để IDT mà mình có nhiều số quá có thể nó vượt qua ngoài cái giới hạn của IDT
À, bây giờ chúng ta sẽ lưu nhá, lưu chưa? Lưu rồi đúng không? Hay lưu rồi. Chuyển sang làm form nhá. Ra lại vào cái phần thực hành này. Đây chúng ta cũng đặt tên là lập trình máy tính 1 5 10. Sinh viên quản lý giáo viên này, thì bấm vào cái directory for solution nhé. Okay. Phòng sao đây? Phòng này đầu tiên sẽ là form phòng này chắc là tên là form thông tin giáo viên đi. Nên thông tin giáo viên, tên giáo viên. Tính giáo viên tính như giờ ra cũng chắc không trước đi, không 13 tám lẽ là chúng ta cũng làm cái lưới cho nó đẹp. Làm cái lưới ta làm cái lưới nhá. Container à, dùng theo là panel đấy phone này rất là phim. Ta sẽ để 4 dòng 4 dòng. Dòng nhá, mỗi dòng để 30 pixel. Dòng 2 cột. 2 cột thì mình ước lượng thôi. Bên này, label này. Label. Không có góc này, không có góc này,
Em hưởng cái quyết định này chưa được cuối ạ. Em kích vào xong em chọn đốc là đây này, chọn đốc này, đốc rồi. Table level này nó đây này, trong container này. Volume đây. Cách thêm phải để ý kích thước của nó. Đây này. Thì mới nhìn thấy được. Thì này đặt vào cái lúc bóc này, lúc bóc này cô fan nghĩa là hai đó là pin, và đây mình sẽ đặt tích viên. Level 1, 2. Khá là chuyên nghiệp. Giờ trong này chúng ta để view nhỉ. Enter view ra là không quen.
FTT hay là tên giáo viên. Một cơ sở này. Có cơ sở bắt bệnh viện đấy, một hai như vậy là chúng ta đi dài xong khá là đẹp, trông rất là đẹp. Cái này to nhỉ, đầu này hơi to. Góc rồi mà không nói nhỉ,
Vậy đó, coi như sao. Khi người dùng chọn một cơ sở thì chương trình thì danh sách đơn vị đào tạo. Điều đầu tiên là chúng ta cần phải load được dữ liệu vào cơ sở đó. Đúng không? Và trước tiên để làm cái điều này chúng ta cần phải đưa dữ liệu của dự án TF này 01 lên cơ sở. Cơ sở 1 TF 02 TF 03 server thì để load các dữ liệu vào cơ sở thì chúng ta sẽ sử dụng form load nhé. Sử dụng sự kiện form load cái đúp chuột vào trong cái tiêu đề này form load nhé. Này phải rất nhớ rồi. Tình nào tình đấy cứ đều quay vòng quanh tất cả những cái điều này nói vào account. Vừa nay mày em cho vay nên quản lý giáo viên hết copy cho kết nối này. Cái này nhớ tích vào theo hồ nhá, lại quên tháo bớt cái tiền tối đi ra đỡ dài thì nít
Cảm ơn cái này là tầm một. Theo là lệnh. Phải viết toàn bộ quá trình ra. Thì là lỗi gì đây? Là và đọc chấm kết. Lúc này chúng ta phải load dữ liệu của Cobox này. Cobox cơ sở. Chấm item. Add. Đừng quên một điều là đối với việc add các danh sách ấy, thì chúng ta sẽ cần làm một việc đó là khóa clear trước khi add. Đúng không? Cơ sở chấm em chấm clear trước khi add mới. Câu truy vấn thì chúng ta sẽ build câu truy vấn bằng dataset nhé. Ta lấy gì? Khi người dùng chọn một cơ sở, đúng không? Chọn một cơ sở ở đây là chọn mã hay là chọn tên? Mã thì bài rất dễ. Tên thì bài là người hơi khó một tí. Rồi phải chọn tên ra mã. Chính xác là chọn tên nhé. Chắc là chọn tên cơ sở. Vì giờ chạy thử alo. Thôi cứ lên gặp lại nhé. Anh Tư. Đấy, có được rồi, đúng không? Chúng ta muốn cái mốc này mà chúng ta không muốn đưa cái mã điền vào thì các em
Làm như sao này? Cái trung tính này, tính cơ bắp này. Em chọn cái drop draw style này, em chọn là drop draw lead. Thì các anh sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ không thể nào mà tưởng được, đúng không? Và chọn là đâu? Cái này thì chúng ta cũng chọn là drop down list. Nên như vậy. Kim Mini. Tiếp theo là đơn vị đào tạo nhé. Đơn vị đào tạo sẽ hiển thị tức là cái câu đơn vị đào tạo này thì nó sẽ hiển thị các cái đơn vị đào tạo của cái cơ sở này. Chúng ta còn nhìn này, trong một cơ sở có nhiều đơn vị đúng không, thì trước tiên là chúng ta sẽ cần phải là thêm vào đây các cái đơn vị đã để cho nó có dữ liệu, sau đó chúng ta mới thử như này. Đúng không? Tức là chọn cơ sở này, cơ sở thì sẽ có các đơn vị thuộc cơ sở đó trong câu góc này, thêm đơn vị này nhá, mã đơn vị này chúng ta ghi là db01 tên đơn vị một, mã cơ sở chúng ta đây là ts01 DV02 đơn vị 2 cơ sở 01 CS này DV03 đơn vị và CS không ai chú ý mã cơ sở này nó phải tồn tại thì ta mới thêm được nhá, nếu nó không tồn tại thì ta sẽ không thêm được, nó sẽ lỗi DB04 này đơn vị 4 CS 02 05. Cái này thì mới Excel thì nhanh hơn, nhập vào kéo phát là xong. TS 03 TV 06 TS 03. Như vậy là mỗi cơ sở ấy, chúng ta sẽ có hai đơn vị tương ứng, được chưa? Rồi bây giờ ta sẽ tiến hành là thao tác với cả gì ấy? Ta thao tác với cả chúng ta sử dụng sự kiện là cơ bóc nhá, cơ bóc selected index trên này là cái đúp vào đó. Quy trình vẫn thế, copy. Và bây giờ ta phải thay đổi cái gì? Cái này không cần nữa này, cái này khởi tạo một lần là được. Đây, ta phải thay đổi cái này. Chúng ta cùng xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cần lấy ra tên các đơn vị, nhưng mà theo mã cơ sở, chú ý nhé.
Đây này, ba lần đấy tên đơn vị nhá, nhưng mà theo mã cơ sở, được tên đơn vị theo mã cơ sở. Ta bỏ cái này đi, bỏ output đi, chúng ta chỉ cần gì, chúng ta chỉ cần lấy để lọc thôi, tên đơn vị theo mã cơ sở nhé, copy này. Đấy. Chưa? Tên đơn vị theo mã cơ sở. Dưới này sẽ là gì? Cô móc đơn vị. Đây này. Cô móc đơn vị. Chạy nhé. Lỗi. Lỗi là gì đây? Chúng ta chưa chuyển đáp số mã cơ sở đúng không? Rất là dở hơi. Đó. Đây. Ta cần phải chuyển đáp số mã cơ sở vào. Đấy. À, cổng cơ sở đây là SP là DV à, đợi cha à, nhá điểm chấm parameter cơ sở đây chắc là homolog cơ sở đây và đây không có gì luôn không có gì luôn đây. Vì sao? Em nhìn nè. Có cơ sở chấm tách này. Nó không cho chúng ta mã cơ sở. Nó chỉ cho chúng ta tên cơ sở thôi. Đúng không? Và cái chúng ta cần này là mã cơ sở cơ. Đúng không? Mà trên cái bề mặt chúng ta, trên cái mặt form chúng ta chỉ có tên cơ sở. Cho nên là cái câu truy vấn này mà không dùng được. Đúng không nhỉ? Chúng ta cần phải truyền được tên cơ sở vào đây. Mà chúng ta thấy rằng là nghe chúng ta làm ấy thì trên cái bảng đơn vị này này bảng đơn vị này sẽ ghi ở mã đơn vị nhỉ đặt tên kiểu gì đấy biết rồi mình đặt tên là mã đơn vị thật này thôi kệ đó thôi coi như là nó là tên là bảng đơn vị đi đúng không thì bây giờ nhá trên cái bảng đơn vị này này nó chỉ có mã cơ sở thôi đúng không
thì không có tên cơ sở, đúng không? Tên cơ sở nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cơ sở, mình sẽ ép cái bảng cơ sở vào đấy, và cái tên cơ sở đây này, đúng không? Cái cơ sở này mình sẽ không lấy làm output mà mình gì để lọc, đúng không? Đấy, đây là cái chúng ta cần copy. Thì cái bài này toàn là select, nhưng mà cái select của nó thì nó lại là select join nhiều bạn, thế cho nên là bạn bảo bài này nó khó là có chỗ đấy. Đấy, bạn bảo bài này nó khó là có chỗ đấy, đúng rồi, chỗ đấy chúng ta sẽ thay thôi đấy. Và bây giờ chạy thử nhá. Bài này nó ở chỗ này đấy. Đây nhỉ. Cơ sở 2 này. Cơ sở 3 này. Đúng chưa? Chuẩn chưa? Nó ở chỗ này. Nó hay ở cái chỗ đấy. Câu hỏi tiếp theo. Khi người dùng chọn một đơn vị để xem danh sách giáo thì danh sách giáo viên hiển thị xuống phía dưới, xuống cái delta list view và list view đấy. Và danh sách đó được đánh số thứ tự. Đấy, tức là khi chọn đơn vị đào tạo thì danh sách hiển thị xuống dưới này, đúng không? Trước tiên chúng ta cần thêm giáo viên vào đây nào. Ta thêm thêm cho hai đơn vị nào. Từ đây 6 đơn vị mà chúng ta ngồi thêm hết thì chắc là lâu. Ra dùng Excel kéo nhanh mà, đúng không? GB01 này. Một tí. Ví dụ. Đơn vị GB01. Về phòng ba đây là mình ép không về phòng ba phòng bốn về. Nhưng mà đi thi thì chúng ta nên nếu mà có nhiều thời gian thì chúng ta nên ghi các cái tên giáo viên với số điện thoại mà nó thật thật một chút. Chúng ta có thể ghi tên mình, các bạn mình vào thật một chút nhá. Các cơ sở, các đơn vị cũng thế, chúng ta ghi tên trường, tên khoa vào. Ta làm cái sự kiện là có các đơn vị nhá. Tương tự như cái này. Và bây giờ chúng ta cần build, chúng ta cần lấy tên giáo viên này. Lấy tên giáo viên nhưng mà lại là theo tên của đơn vị, nên chúng ta phải add cái bảng đơn vị vào.
Cái này ghi nhầm rồi, bảo mã đơn vị này. Cái đơn vị này. Không? Và chúng ta sẽ lọc quả output và lọc. Đây chính là cái chúng ta cần. Đấy. Này để cô một góc đơn vị này. Cái này sẽ phải là list view. Đây trước khi ép. Này chúng ta sẽ có là view.data. Để về list view chúng ta cần sử dụng chữ y để quản lý cái danh sách. Cảm ơn các bạn đã đây sẽ là đọc. Rồi. Này nó lại nhanh quá nhỉ. Bài này nói chung là nó vẫn là một bài dễ mà. Đơn vị một giáo viên 1 2 và đơn vị 2 và giáo viên 3 4 mình mới chỉ thêm một giáo viên thôi, ta muốn thêm ở các cơ sở khác thì các em tự thêm vào. Có số thứ tự đàng hoàng nhỉ. 1 2 đối với cái list view này chúng ta cần phải điều chỉnh một số cái tính, đấy là no select bằng true này, anti select bằng false này, tab stop bằng false này. Người dùng có thể bấm phải chuột trên một giáo viên từ danh sách hiển thị pop menu. Tức là chúng ta cần phải đưa vào cái content menu. À,
Ah, pero me digo que es contra el menú guardar. Vamos al menú uno. Vamos a terminar. Te digo, va a venir una lista, sea, va a venir una sala de chat, te digo, del menú chile. Bien, le. También va a venir a cumplir chile. Aquí para entrar, aquí para chile. Me chan phong chưa nhỉ? Phong vẫn phong 9. Phong 13 là tham. Đây. Phong 6. Đấy. Khi người dùng nó phải chọn danh sách, khi chưa chọn giáo viên nào thì menu này sẽ bị mờ. Đây thì mình lên trên. View này chấm item chấm selected view chấm selected item if không quan tâm vào đoạn. Bình thường thì cái này nó sẽ là một phone này. Phone. Và bình thường nó có bằng phone nhá. Bình thường nó có bằng phone mình sẽ để nó ở phòng loát này. Cái bình thường nó không phone này. Tu này. Phone này. Tu này. Tu này. Phone này. Hay ra phết. Phone. Phone. Tu. Rất đơn giản. Đó. Bài này thì thầy nói thì đơn giản nhưng mà chúng ta cũng các bạn nói là nó phức tạp với cái điểm này là do nó thuật toán là nó cũng khó phết, nó đơn giản nhưng mà nó có một số cái nút thắt mình không gỡ được thì nó sẽ thành ra là phức tạp. Tiếp theo là khi kích vào cái menu đấy thì lại hiển thị ra một cái form là form thông tin chi tiết giáo viên. Ta phải tạo ra một cái form nữa là form thứ hai đấy. Đây là một trong những bài của hai form ta với các em là cái form thứ hai là phức tạp rồi. Form này form thông tin này. Chi tiết giáo viên này. Thầy ba tháng
Năm nay thì sẽ có bảy hàng hai cột là container này. Cái bộ leo panel thôi. Hai cột. Bảy hàng. Để tạm 35. Đốc sẽ là phim. Và năm có vẻ hơi nhỏ 40 hơi nhỏ à. Đây là một này thì nó sẽ chạy đều hai bên. Fan là hai. Tốc là phim này. Tag là sensor này. Kích cỡ để 18 đi. Hai chúng ta có một cái nút đây là các text box tuần này sẽ là góc để sang bên phải. Bài có sai thế nào đẹp luôn. Em làm ngại làm với cả lưới thì em cứ làm bình thường nhá, không cần làm lưới được nhá. Sao cả. Làm lưới để cho nó căng cho nó đẹp thôi chứ còn cũng không có điểm đâu. Không có điểm. Thì nó vừa đầu hơn tí rồi chứ còn. Em thấy mất thời gian thì thôi. Xbox.
Ya, no, sí, vai, vai, ya. Ahí, vai. Quay trở lại cái form này mình khi mình click nút vào đây hoặc click vào đây có vẻ là cái này không đúng đâu. Click open link thì làm sao mà đúng được, phải collect được cái này mới đúng này, phần lên này là không đúng đâu, xóa đi thì nó sẽ bị cái lỗi đúng không, cái đây đúng không, xóa đi này thôi là xong. Tìm chi tiết giáo viên này, đâu bây giờ chúng ta sẽ cần lấy toàn bộ thông tin của giáo viên đó. Thì thông tin giáo viên gồm có những cái gì? Những cái chúng ta lấy được trong này, chúng ta đã có cơ sở này, có đơn vị này, đó. Và ở đây chúng ta chỉ còn có tên giáo viên thôi, nhưng mà còn ghi chú số điện thoại chưa có, đúng không? Ghi chú và số điện thoại chưa có. Như vậy là chúng ta sẽ cần lấy thêm ghi chú và số điện thoại nữa. Ghi chú và số điện thoại đây là đúng. Cần ghi chú và số điện thoại nữa thôi, ta lấy nhá, copy xuống đúng ghi chú của số điện thoại rồi, nhưng mà ghi chú của số điện thoại của ai đúng không, đấy của ai nó xác nhận được chưa, xác nhận được chưa, đúng ra là mình phải lấy cái mã giáo viên đúng không, nhưng vấn đề là trên cái form của mình này, trên cái form của mình ấy thì chỉ có tên giáo viên thôi đúng không, thế cho nên là đấy đúng không? Giả sử như là tên nó trùng thì sao đúng không? Đúng ra là phải lấy cho mã giáo viên. Nhưng vấn đề là chúng ta lại không có mã giáo viên ở trên cái form chạy của chúng ta.
Cho nên là cái bài này là tương đối là khó khó với đoạn này, nên là mình ra lờ đi thôi, là kiểu gọi là lờ đi bên nhau thôi. Kiểm tra kỹ năng rồi chứ còn là nó đúng thì 100% thì không đúng được. Cứ làm được với tên giáo viên đã, còn bạn giáo viên tính sao, đúng không? Làm với tên giáo viên đấy nhá, copy cái này để đỡ phải viết lại parameter. Rồi tên giáo viên lấy ở đâu, tên giáo viên lấy ở đâu nhỉ? Lấy ở list view đấy. Selection item không chăm sóc item item một đấy. Làm bài này để đúng được thì chúng ta, một là chúng ta cần phải đưa thêm mã giáo viên vào, đưa thêm mã giáo viên ở vào trong cái đưa thêm mã giáo viên vào trong cái này, xong mình để ẩn đi, xong mình select, vâng, mình lấy thì mới được. Còn bài này mình mới hiển thị ra giáo viên thôi nên là mình không lấy được. Hoặc là trong cái quá trình mà có các đơn vị chấm select trên này ta hiện ra cái giáo viên ấy, thì trong đó mình phải lấy được cả mã giáo viên. Thế này, chúng ta cần phải lấy thêm mã giáo viên bên này này. Giáo viên chấm mã giáo viên này. Sau đó mình đưa ra bên ngoài và sau đó mình lấy đưa vào đây thì mới được. Các bạn là mình mới chỉ lấy tên giáo viên thôi, cho nên là mình chỉ dừng lại tên giáo viên thôi. Còn vấn đề tiếp theo đây này, vấn đề tiếp theo của chúng ta này là làm sao truyền được các cái dữ liệu này lên, làm sao truyền được các cái dữ liệu này lên cái form này, đúng không? Chúng ta có cơ sở này, có đơn vị này, sở đơn vị số điện thoại ghi chú đấy. Cơ sở này, đơn vị này, cái gì ấy nhỉ? Khó hiểu nhá. Đó. Không hiểu được. Này, chỗ này này. Không? Vấn đề hiện tại chỗ này này. Này mình sẽ khai báo ra hai biến là biến string. Đây, không cần. Mình cắt này lên. Này lên đây. Đó. Giờ bây giờ chúng ta cùng xem này. Bây giờ làm sao được vào đây, đúng không? Ta biết rằng đây là các cái text box này, đúng không? Đây là các text box. Bình thường ấy, chúng ta đang ở form thông tin chi tiết giáo viên nhé.
chúng ta thấy rằng là ví dụ như là chúng ta có là cơ bắp cơ sở chân vách và đường đúng không, và là chúng ta ghi là dít, tức là thay cái chưa phong thông tin sinh trí giáo viên này tổng cơ bắp cơ sở được đúng không. Nhưng đây là form F nhá, form F này là đại diện form thông tin chi tiết giáo viên nhá, đúng không? Nếu chúng ta ghi là F chấm checkbox, chúng ta sẽ không thấy cái gì cả, đúng không? Mặc dù là cái form thông tin giáo viên này, tin chi tiết giáo viên đây, đúng không? Chúng ta có checkbox họ tên đây, đúng không? Nhưng vì sao chúng ta không gọi được ra? Đó là vì như này. Chúng ta vào designer này. Ta thấy đây. À, đây là tin giáo viên. Biết đây. Đây nào. Ta cứ vào thông tin đây. Ở đây chứ. Bây giờ này. Đây chúng ta thấy checkbox họ tên này, số điện thoại này, ghi chú này, đơn vị đào tạo và cơ sở đúng không? Thì nó đều được có phạm vi truy cập là private hết. Đúng không? Thế cho nên là chúng ta sẽ không thể nào gọi nó ra ở một cái form khác, một cái class khác. Ta sẽ chuyển thành public. Bạn có cái mẹo ở chỗ này. Vâng, là chúng ta chuyển thẳng ở đây hay là chúng ta phải có một cái biến trung gian mà để public để chúng ta gọi ra. Hai cách như vậy. Thì cái cách này là cái cách gọi là dành cho những thằng lười. Lười đấy, có thể là lười, có thể là khôn, có thể là gì đấy đúng không? Bạn bảo thông minh thì chắc là không phải lười, lười đúng hơn lười nhưng mà hay nhỉ. Giờ ra F chấm gì đây, cách bóc đấy à. Cái ta cần là có giờ ta có họ tên thì bảo gì. Add chấm này, checkbox để chúng ta lấy số điện thoại đã. Chấm text sẽ bảo là đọc đọc không đây số điện thoại lấy được nhá. Hay là ghi chú F chấm ghi chú text vào một sinh. Còn các cái dữ kiện khác đó là f chấm họ tên đấy. Các bạn cái này à. Cái này nó đang ở trên bề mặt form rồi cho nên là chúng ta không phải đi cơ sở dữ liệu ra làm gì cả. Tiếp theo là f chấm gì checkbox bên vị đào tạo chấm text đó thì bằng là cô góp đơn vị chấm text và f chấm checkbox cơ sở chấm text bằng là cơ sở cái bài này là xong. Đây là thông tin. Anh như thế đó, như thế là bài này là full điểm. Được. Còn cũng không ai coi như là ngồi vặt em cái chuyện là chỗ này là mã giáo viên hay là tên giáo viên đâu, không ai ngồi soi cái đấy đâu. Em làm người đến đây là tốt rồi.
Còn cái chuyện đây là mã giáo viên với tên giáo viên thì sau này chúng ta đi làm nghề thật sự ấy, thì là ta sẽ xử lý vấn đề gì cả. Thực ra cái đấy cũng không có gì cả, ta chỉ gọi thêm đúng một cái dấu phẩy ở đây này, à, giáo viên chấm mã giáo viên là xong thôi. Ta lấy ra và đặt vào đâu đó ở trên cái list, và thêm một cột nữa list đó. Lấy như đấy là xong rồi, này không có vấn đề gì cả. Thì lúc mà nó chọn giả sử có hai giáo viên trùng tên nhau thì nó sẽ ra để lúc đấy thì ví dụ ta đặt vào thêm cái mã giáo viên đây, thêm mã giáo viên đây là xong rồi. Cũng được, nói chung là tùy nhiều cách, đấy là do mình thôi. Bài này thì người ta chỉ yêu cầu đến mức độ như vậy. Để kết thúc video ở đây.